Chúng ta của 8 năm sau, Lâm, Dương qua đêm tại nhà nghỉ. Dương lang thang một mình trong cơn mưa tầm tã. Cô bước đi trong vô định, trong lòng đầy những ngổn ngang tơ vò, khi trái tim đầy những rối bời. Cô phát hiện ra Tuấn đang âm thầm bắt cá hai tay. Thêm một lần nữa, niềm tin của Dương lại bị phản bội. Dương từ từ ngã quỵ, đổ gục xuống đường. May mắn, Lâm, anh đã xuất hiện đúng kịp thời, đưa Dương về nhà nghỉ. Cả hai đã có một đêm bên nhau đầy những thổn thức. Tuy rằng, hiện tại, nhìn bề ngoài, Dương như đang rất ổn, đang rất hạnh phúc trước những sự quan tâm, chăm sóc, ân cần nhẹ nhàng của bác sĩ Tuấn. Nhưng, ẩn sau lớp vỏ bọc đó lại là một sự cô đơn trống trải trong nội tâm bởi tình yêu năm xưa với Lâm quá sâu đậm. Khi chứng kiến, Lâm chấp nhận đánh đổi để rời xa mình, Dương đã nghĩ rằng, mình sẽ mạnh mẽ và quên đi anh, không có anh thì mình vẫn có thể sống tốt. Nhưng không, cô không ngờ rằng tình yêu của mình dành cho Lâm lại sâu đậm đến vậy. Trái tim của mình lại yếu đuối đến thế. Để rồi, Dương như mang vết sẹo trong lòng bên mình suốt những năm tháng qua. Trái tim cô như héo úa lụi tàn. Để rồi trong lúc ấy, khi Dương vô tình gặp nạn thì được bác sĩ Tuấn giúp đỡ, quan tâm. Trước những hành động ấm áp của Tuấn, Dương đã thử mở lòng mình thêm một lần nữa. Mặc dù Tuấn cũng rất quan tâm chân thành, yêu cô tha thiết, nhưng trái tim Dương vẫn chưa thể nào rung động. Cô chỉ như là đang chấp nhận số phận của mình mà thôi. Và rồi Lâm xuất hiện trở lại, làm cho trái tim cô như sống lại với những bồi hồi thổn thức. Những ký ức năm xưa lại ùa về, vừa yêu vừa giận. Nhưng giờ đây Dương cũng đã có mối tình khác, cô không thể phụ tình những quan tâm của bác sĩ Tuấn được. Chính vì vậy Dương luôn khước từ và giữ khoảng cách trước những quan tâm chăm sóc của Lâm. Nhưng để rồi một ngày Dương lại đau đớn khi phát hiện ra rằng Tuấn không hề yêu mình thật lòng như cô nghĩ. Ngoài cô ra thì Tuấn còn có một mối quan hệ khác. Vậy là thêm một lần nữa, niềm tin của Dương lại bị lung lay dữ dội. Dương đau đớn chán nản. Giờ đây cô không biết phải tin vào ai. Cô nghi ngờ, hoài nghi chính bản thân mình. Dương bước đi trong vô định. Trước cơn mưa tầm tã, những hạt mưa xối xả đập vào mặt cay xè, hòa lẫn những dòng nước mắt mặn đắng. Dương cứ bước đi như người vô hồn. Để rồi cô đổ gục xuống, ngã sóng xoài dưới lòng đường. Dương, Dương, em làm sao thế này? Lâm đẩy cửa xe chạy xuống, rồi đoạn ôm Dương lên, lật đật chạy lên xe. Người cô lạnh toát. Lâm đánh lái xe vào nhà nghỉ gần đấy, đặt Dương lên giường. Lâm luống cuống lấy khăn để lau khô người cho Dương. Nhìn gương mặt xanh xao phờ phạc của Dương, Lâm ứa nước mắt. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán. Bất ngờ Dương mở mắt ra, ôm chầm lấy Lâm khóc nức nở. Vậy là cuối cùng, trong những lúc cô đơn nhất, vẫn chỉ là Lâm đầy ấm áp bên cạnh. Dương ôm ghì lấy Lâm như sợ đánh mất đi một điều gì đó. Đã hơn 8 năm trôi qua, cô luôn mong nhớ, chờ đợi bờ vai hơi ấm này. Những ngày qua gặp lại là những giây phút kiềm lòng trước những tình cảm của Lâm. Và giờ đây mọi thứ như vỡ òa, cả hai ôm chặt nhau đầy nghẹn ngào thổn thức.